Ok, chào mừng 500 anh em đã trở lại với cái kênh Trải nghiệm TV. Chúc tất cả anh em xem video clip thật là vui vẻ nè. Trong khi xem video thì các anh em tiếc gì cho em ấy một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh. Đừng quên bật luôn cái chuông lên để nhận những cái video, những cái like sớm nhất từ cái kênh Trải nghiệm TV của mình nha. Tiếp tục hôm nay là cuộc hành trình review một cái con game MUBG. Thì nói tới con game MUBG thì rất rất nhiều anh em từ thời đầu 8X, 9X tới tận bây giờ thì nền tảng PC và mobile nó sẽ đi song song với nhau, và nền tảng PC là nó sẽ chuẩn nha anh em. Hôm nay tiếp tục mình review một cái con game mới ra là cách nay 2 ngày nha anh em, và xin giới thiệu cho anh em biết đây là một cái con game MUBG ở một cái chế độ đó là xe sành 19. Hiện tại S của cái xe sành 19 này á là non ghi set nên cái lượng S nó chỉ có là 20 nhân, và S Master thì nó chỉ có là 5 nhân, đờ gấp gớt á thì nó chỉ là có 10%. Và đây là một cái con game mu non ghi set thì các em có thể là tự đi farm, tự đi cày, tự đi kiếm từ món đồ. Hiện giờ những cái con game khác thì người ta vào người ta hỗ trợ cho anh em full đồ, full trang bị các kiểu, nhưng mà nó sẽ nhanh lỏng. Thì điển hình các anh em thấy và biết là cái con game Mufika nó đã ra hơn 4 năm chỉ một server. Vì sao mà nó làm được như vậy? Vì là cái giá trị đồ nó chậm, nó sẽ đi theo cái mốc thời gian chứ nó không có qua mà bạo phát bạo tàn nha anh em. Những con game trước các anh em thấy không, tầm khoảng 1 tháng 2 tháng thì nó đã sập, nó ra cho một cái server mới. Và cái con game Mufika này nhìn thấu vô những cái đó và người ta không cho lạm phát đồ anh em. Hiện giờ thì mình đang ở chế độ là xe sành 19, thì thông tin của xe sành 19 chuẩn phiên bản PC. Ở trong cái xe sành 19 chuẩn web gen lần này ở trên PC thì người ta nâng cấp 3 con nằm trong bộ ba yêu thích của mình luôn. Đầu tiên là con GL, thì ở trên cái màn hình các anh em thấy con GL sẽ được thêm là skill gu và tăng thêm một cái lực tay và đam, cái đó là rất là ngon lành. Thông tin thứ hai là cái con GF là có thể đi full hướng ENE. Thông tin thứ ba là cái con D là người ta sẽ tăng sức mạnh vào các em đi theo là DL quạ, cái đó là bộ ba của mình đã được nâng cấp. Vì sao mà mình giới thiệu và review cho anh em biết luôn, thì ở đây là một cái con game có tên là Mufika nha anh em, xe sành 19 nha anh em ạ. Tương nữa mình sẽ để một cái link trong phần comment để cho anh em biết vào trong đây để tải nha. Ở máy chủ Mufika thì người ta có 2 phiên bản, một cái là xe sành 6, một cái là xe sành 19. Và cái phiên bản xe sành 19 này up fan được 2 ngày. Đáng lý là hôm qua mình vào trong đây để mà mình review anh em, nhưng mà hôm qua nó bị là lag server, mình vào không có được luôn, nên hôm nay mình mới vào review quảng cáo cho anh em biết. Hiện giờ là mình đang farm cái con thương thủ, mắc mua mana thêm nha anh em. Đồ này á thì chỉ là mua thôi, mua ở trên shop NPC. Một lát nữa mình sẽ về chỉ cho anh em biết là mua đồ thương thủ ở đâu. Cả những gì ở trong cái con game này là anh em phải tự cài nha anh em, thì người ta sẽ cho đủ thứ các loại các anh em có thể là vào trong đây. Và đặc biệt là người ta có bán một cái win nè, mini win để cho anh em theo tất cả class luôn, class nào cũng có win hết, mini win nha. Tỷ giá chỉ có là 1.000 win con xê thôi, rất là dễ chơi, dễ trúng, dễ xài nha. Các em thấy là cái con GL của mình nó rất là sướng nha anh em. Đây là một cái con game Mufika thì người ta sẽ đề cao sự tương tác giao lưu giữa admin và người chơi, định hướng thống nhất và chỉnh theo web gen. Mufika sẽ từng ngày tối ưu cái lượng S hợp lý theo từng giai đoạn, lộ trình thì rõ ràng nha anh em. Dĩ nhiên cái lượng S sẽ không phải là yếu tố quan trọng và nói lên cái độ uy tín của cái con game, mà các em phải nhìn theo cái lối chơi và cái hướng đi lâu dài của con game nha anh em. Tỷ lệ gơi đồ á thì các em sẽ đi theo từng móc khác nhau, ví dụ là các em ở móc nhỏ thì các em gơi 100 gen, các em lên móc lớn chút xíu sẽ gơi 200 gen, và cái móc lớn chút xíu nữa thì mình sẽ lên nhiều hơn nữa. Cái đó nói nôm na cho anh em dễ hiểu là ở những map khác nhau thì mình sẽ có những cái vật phẩm khác nhau, thì cái lối chơi đó là tất cả anh em chơi là đều biết và hiểu rõ, không phải là mình cứ treo ở một cái map thấp là mình sẽ nhận được đồ whip, cái đó là không có nha. Và có một điều đặc biệt admin đã rút ra kinh nghiệm là không cho anh em treo up. Vì sao? Về phiên bản mà PC không có treo up thì nhiều anh em vào trong đây chấm dấu hỏi liền chà bá, PC mà không cho treo up làm gì? Thì người ta sẽ đề cao sự tương tác của anh em là ở bên nhà phát hành admin không cho treo up, để các anh em có thể là treo một cái ạt thực của anh em, dù là 5 ạt, 10 ạt hay là 20 ạt, nhưng mà các anh em đã có vào cho nó treo bằng ID thực của mình không còn treo up nữa thì sẽ lấy một cái độ tương tác cho nó im nhất, nhiều nhất và sôi động nhất. Thì cho nó mình sẽ có lập một cái nhóm, một cái gui ở cái con game xe sành 19 này. Hôm nay là mình đã đợi cái phiên bản này rất là lâu rồi anh em ơi, từ ngày mình theo dõi cái fanpage, theo dõi cái Facebook của ID thì tới ngày hôm nay mình đã được lên đây review và chia sẻ cho các anh em biết luôn. Đây là một cái con game đúng chất
sắc và tâm huyết của admin làm ra một cái con game MU đúng nghĩa. Người chơi sẽ thấy được những hành trình, những cuộc phiêu lưu của anh em từ thở ban sơ lập con nhân vật ra, từ hai bàn tay trắng mà các anh em có thể là farm lên dành cho mình những món đồ top, những món đồ gu hoặc là những món đồ có giá trị tại server này, thì các anh em sẽ có được những cái gì đó là hoài niệm, có những cái gì đó là tâm huyết khi mà mình bước vào cái con game, bước vào cái của mình. Không phải là các anh em vào trong đây là một bước các anh em lên mây được nha. Qua phần review sơ lược về thông tin của game Mufika Season 19 thì mình sẽ về đây cho anh em biết. Mỗi một clip là mình sẽ giới thiệu sơ lược và cơ bản cho anh em biết mua cái con nhân vật ở đâu nha. Thì cái con thương thủ các anh em đi về cái hướng này đó, đối diện với cổng gà, thì các anh em lệnh NPC này thì sẽ có bán đồ của thương thủ. Đầu tiên là sẽ có bán những cái bộ skill cho cái con thương thủ đây. Thì các anh em có thể là vào trong đây để mua. Nó đã chữ thương thủ ở dưới này nè. Ở trên là nó cần cho chúng ta là NE nè, và cần làm ở đây XTG và anh ghi nè. Ở đây là 13 XTG là chúng ta có hỏi là học lên một cái này nữa, thì mình sẽ mua cái này, chứ nữa mình cộng vô 13 XTG sẽ thêm được một cái bộ kỹ năng nữa. Tiếp theo là qua cái trang thứ hai là sẽ bán được cho em ấy là công cụ vũ khí, khi kèm theo đó là set đồ anh em có thể là mua bằng gen. Ở đây tỷ lệ gen á thì ở một cái xe sành 19 thì anh em nói là gen rất là nhiều, nhưng mà cái đó là ngược lại nha anh em, gen nó cực kỳ hiếm luôn, anh em có thể là cài gen để bán được nha anh em. Ở đây thì người ta bán với tỷ giá là nó không cao lắm. Tiếp theo ở đây là bán cái bộ đồ chica, nó sẽ chung hai class lại với nhau nha. Ở đây là một con thương thủ YK và nó sẽ chung ở đây. Tiếp theo là cái phần quan trọng, mình sẽ lên trên map EB Lan để nói lên cái điều quan trọng của cái phiên bản XS19 này mà hôm nay mình đã gào đo sau hé lộ úp mở các kiểu, hôm nay là đã có vào trong đây review cho anh em biết luôn. Ở đây mình sẽ bấm tới hết phần một cái skill good của em ấy. Có hai cái skill good anh em thấy gì chưa, cực kỳ là ngon nha. Thì không biết làm sao mà đủ để 2k good để mua để review cho anh em. Cái đó là người ta nói nha, còn mình á thì từ từ sẽ có anh em. Cài là sẽ có, vì đến với kênh mình, đến với một cái tiêu chí là đa phần là cài nha anh em. Cài không được thì mua, đậu bắp rất là dễ nha. Thì những cái mà cơ bản thì từ từ mình sẽ up dài thêm. Đây là một cái clip quảng cáo review cho anh em biết một cái con game mua cực kỳ mới, Season 19. Đi theo một cái hướng là chuẩn quét gen, không co đe, không gì hết. Các anh em phải tự cài từ bước 1 đi lên, thì các anh em sẽ biết những cái giá trị của con game. Vì sao mà một cái server đã trụ hơn 4 năm vẫn hoạt động tốt, thì các anh em biết là đường đi và lối chơi của Mu PC có tên là Mufika nó sẽ ổn tới cỡ nào nha. Thì các anh em có thể là vào trong đây để mua mana HP, các anh em có thể là mua chuối. Ở đây là chuối này nó rất là quan trọng, anh em có thể là mua để tích trữ rồi nha. Qua một điều đơn giản nữa, ở đây có một cái band, thì khi mà anh em muốn mở cái band này lên thì các anh em hãy bấm vào là ALT chuột phải nha. Nó sẽ hiện lên như vậy đây, ALT chuột phải nè, nó hiện lên anh em mới khảm vô được nha. Tại nhiều anh em vào trong đây không biết là làm sao để mở cái band lên được, anh em khảm vô là ở dưới đây nó sẽ có những cái thuộc tính ẩn ở đây. Mấy cái này là mình đã có review, đã có chia sẻ cho anh em biết rồi, nhưng mà mỗi clip là mình phải nhắc lại cho anh em biết nha, vì đây là một cái xe sành cực kỳ mới, xe sành 19 mà đi theo cái hướng là non ghi xét chuẩn 100% theo web gen luôn anh em ạ. Nếu mà nó ở bên cái tiếng mà Hàn Quốc cái nữa là cái như là nó chuẩn 100% ngay, hiện giờ nó chỉ chuẩn là 99% thôi, tại vì người ta dịch quá tiếng Việt đến em. Còn nếu mà 100% nó để cái tiếng Campuchia không mà chơi không có được nha. Mình cộng 13 điểm STG xong là mình vào trong bộ kỹ năng, mình đã học được cái gì nữa đây. Đây có thêm một cái kỹ năng cho anh em chúng ta biết ngay và luôn, khi mà học rồi các anh em nhớ bấm lưu lại nha. Và mình sẽ đi ra ngoài đây mình test skill này xem nó sẽ như thế nào nha. Qua bên David đang cho cái lượng S nó lên cao chút xíu nha. Hiện giờ các anh em lên những cái map cao thì chưa được đâu. Đây là một cái phiên bản non reset nên anh em có thể là cộng điểm, phải cân nhắc mới được nha. Trước khi ra thì các anh em xin nhẹ cái boost ở đầu game, thì các anh em có cái boost thì nó sẽ cực kỳ là tốt. Ui không có cái win nhìn chỉ chạy kìa. Các anh em phải gán skill vô nha. Ở đây là mình có skill này, mình sẽ luôn quay một vòng và chọn cái lượng đam của nó lên cũng rất là ổn áp. Đây, sát thương kỹ năng cơ bản là 100 cộng thêm 14 gia tăng khắc tất cả thuộc tính. Ở đây là cũng 100 cộng 13. Ở đây là nó không có kỹ năng cơ bản luôn. Cái skill này mình thấy là nó dẹp quái rất là gọn nha các anh em thấy không? Những skill kia thì nó chọt rất là nhiều, còn skill này thì nó chỉ quơ ngang một cái thôi. Nếu mà chưa chết nó kèm thêm nó chọt nhẹ cái nữa nha. Và mình rất trông chờ để mình farm lên được một cái sử dụng cái skill good để cho anh em biết là khả năng và cái lối chơi của em này như thế nào. Có như là những anh em đã test, đã review và những cái clip mình đã up là cái con thương thủ này nó cực kỳ bá khi mà nó cầm trong tay một cái kỹ năng là liên hoàn chọn. Chừng nữa mình sẽ cho em ấy biết cái kỹ năng đó là sẽ như thế nào nha anh em. Và video của mình sẽ xin tạm kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các anh em ở video clip lần sau. Nhớ vào phần comment để tải cái con game này về nha anh em ơi. Những thắc mắc hay là các anh em không biết cái gì thì có thể là comment trực tiếp vào cái video hoặc là inbox riêng với mình, thì biết cái gì mình sẽ chia sẻ lại cái đấy nha.